trời cho mình một cái anten ẩn sâu trong não khi mà mình thấy là mình sẽ dò ra. Tại vì Mirinda, vị soda kem Việt Quốc mới, chua ngọt thơm béo, ngon sóng lưỡi. Xin chào khán giả yêu thương chương trình Người Ấy Là Ai, mình là Quốc Khánh. Trước đó thì Khánh không bỏ một tập nào của Nala hết. Và cái điều mà Khánh thích nhất ở chương trình này là khi mà Khánh xem Người Ấy Là Ai, nó cho Khánh một cái nguồn cảm hứng là Khánh muốn được yêu. Khánh trước đó thì mình chưa có tình yêu, mình chưa có người yêu thì cuộc sống mình vẫn tốt thôi. Nhưng mà không hiểu sao khi mà mình xem Nala cái mình có cảm giác mình thôi thúc trái tim của mình, giống như là ai đó nó làm nóng lại. Mình nhìn người ta có tình yêu và mình nghe những cái câu chuyện tình yêu của người ta và mình cũng rút lại rất là nhiều kinh nghiệm cho mình, và mình không còn cảm thấy là mình sợ yêu nữa. Thực ra bạn bè Khánh rất là nhiều người tím và Khánh rất là chơi với những bạn ánh tím nhiều lắm, cho nên là mình sẽ có cái cảm nhận, mình sẽ có cái đường dây. Tuy là mình xanh đó, nhưng mà mình nghĩ là ông trời cho mình một cái anten ẩn sâu trong não khi mà mình thấy là mình sẽ dò ra. Tại vì những người đó là những người rất là thú vị. Nhắn với anh Lâm là anh Lâm bớt lầy lội lại, mình tới đây là mình giúp đỡ cho nữ chính nha. Mình sẽ chân thành và mình sẽ yêu thương cô ấy hết mức có thể. Quý vị khán giả hãy đón xem chương trình Người Ấy Là Ai trên HTV2, V Channel và VOn nhé. Rất là nhiều điều thú vị.